Khi dẫn dắt Juventus trong nhiệm kỳ trước, Allegri đã hai lần đưa bà đầm già vào trong chung kết Champions League. Đó là thành công ít huấn luyện viên nào làm được, bởi Juve của Allegri khi đó chỉ thua Barcelona và Real Madrid quá hùng mạnh với hàng loạt siêu nhân trong đội hình. Trở lại Torino lần này, điều đầu tiên Allegri nghĩ đến không phải là thứ gì đó mới mẻ. Ông muốn đưa trở lại hình ảnh lão bà xù xì, gai góc nhưng hiệu quả giống trước đây. Juve của Allegri được ví như kẻ hủy diệt bóng đá đẹp, xóa sổ tiki-taka, lối chơi phòng ngự thật chặt và phân công chấp nhoáng thoạt nhìn sẽ không có gì mới. Nhưng với những nhân tố đang có trong tay, Allegri sẽ nâng tầm nó ở một mức độ cao hơn. Juventus đang được ví như tuyển Italia thu nhỏ ở Euro vừa rồi. Họ có cặp Chiellini, Bonucci, Locatelli, Bernardeschi, Chiesa. Chất lượng cầu thủ khỏi bàn và sự hưng phấn sau Euro vẫn còn đó. Allegri đang là huấn luyện viên may mắn hàng đầu thế giới lúc này. Khi còn ở Juventus nhiệm kỳ trước, Allegri đã để Dybala đóng vai trò ngôi sao số 1. Sau này, khi Ronaldo xuất hiện, Dybala mờ nhạt dần và sức đóng góp ngày một suy giảm. Tuy nhiên, ở tuổi 36, CR7 gần như chắc chắn sẽ rời Torino sau mùa này. Khi đó, Dybala lại được linh ứng, trở thành đầu tàu. Quá trình chuyển giao là trọng trách cần được tiến hành ngay từ mùa này. Và sau đây, không để các bạn đợi chờ thêm nữa, chúng ta hãy cùng ngồi xuống, ăn miếng bánh, nhấp một ngụm cà phê, cùng nhau đi phân tích về việc Ronaldo có còn là trung tâm vũ trụ tại Juventus hay không nhé. Trong buổi họp báo ngày trở lại Juventus, Allegri nói khi ông rời đi vài năm trước, Dybala chỉ là một cậu nhóc. Còn hiện nay, tiền đạo Argentina đã là người đàn ông. Không chỉ vậy, Allegri sẽ để Dybala làm đội phó và ông cũng không phủ nhận việc cầu thủ người Argentina có thể ghi 25 bàn mỗi mùa và đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong cây đinh ba tấn công của Juventus, bên cạnh Ronaldo và Chiesa. Khi nghe được những tín hiệu tích cực như vậy từ ông thầy, Dybala hoàn toàn có thể yên tâm và ký vào bản hợp đồng mới đang được chào mời tới năm 2026. Bên cạnh đó, có nhiều câu chuyện hậu trường về mối quan hệ không êm đẹp giữa Ronaldo và Allegri. Tuy nhiên, cả hai đều là người chuyên nghiệp và khát khao chiến thắng. Trên sân cỏ, mọi thứ sẽ được gạt sang một bên. Tuy nhiên, vào năm sau khi bước sang tuổi 37, Ronaldo có thể trải qua một mùa giải giống với năm cuối cùng anh đá ở Real Madrid. Một khoảng thời gian có thể bị Zidane không sử dụng nếu phong độ không cao. Trước đó, ở Bernabeu hay như 2 năm đầu tại Allianz, anh là bất khả xâm phạm. Việc Allegri có thể loại Ronaldo khỏi sơ đồ trong nhiều trận đấu sẽ gây sốc cho hệ thống của Juve và cả người hâm mộ. Tuy nhiên, ông buộc phải làm điều đó, thậm chí làm nhiều cho quen. Ngay từ chuyện đá phạt hàng rào, Allegri cũng tuyên bố không phải lúc nào cũng là CR7 nữa. Không lâu trước khi trận đấu giữa Udinese và Juventus diễn ra, Fabrizio Romano, nhà báo đưa tin chuyển nhượng uy tín bậc nhất thời điểm hiện tại, đưa ra một thông tin chấn động. Cristiano Ronaldo không có tên trong đội hình xuất phát. Chính tiền đạo người Bồ Đào Nha đã đề nghị ngồi dự bị vì anh muốn tìm đến bến đỗ trong vài ngày tới. Tuy nhiên, Juventus chưa nhận được bất cứ lời đề nghị chính thức nào. Chúng ta có thể thấy, ngay sau khi mùa giải 2020-2021 khép lại, người ta đã bắt đầu đồn đoán về bến đỗ tương lai của tiền đạo người Bồ Đào Nha khi hợp đồng của anh với đội bóng thành Turin chỉ còn một năm. Đến thời điểm này, khi những đội bóng lớn, giàu tiềm lực đều đã yên vị với lực lượng hoặc có những mục tiêu cụ thể cho vị trí tiền đạo, thì tương lai của Ronaldo vẫn là điều được truyền thông đồn đoán. Và việc một nhà báo có độ tin cậy cao như Romano đưa tin rằng CR7 xin ngồi dự bị ngay trận đầu tiên của mùa giải mới vì muốn ra đi hẳn là điều khiến người hâm mộ phải lưu tâm, dẫu rằng chúng ta không nên hoàn toàn tin 100%. Nhưng sau đó, anh vẫn vào sân và thậm chí còn suýt nữa đã ghi bàn giúp Bianconeri gỡ hòa. Ngay sau đó, Phó Chủ tịch Nedved lên tiếng trấn an dư luận về việc ngôi sao người Bồ Đào Nha phải ngồi dự bị khi ông phát biểu rằng huấn luyện viên cố gắng sử dụng đội hình xuất phát tốt nhất ở thời điểm hiện tại. Tôi có thể xác nhận rằng Ronaldo sẽ ở lại trong mùa giải này. Sau trận, Allegri cũng khẳng định việc để Ronaldo ngồi dự bị là có thỏa thuận khi cả hai đã nói chuyện với nhau trước giờ bóng lăn. Nếu Ronaldo muốn giữ sức trước khi sang bến đỗ mới, hẳn anh đã đề nghị không ra sân trong cả trận đấu. Hơn nữa, ông kính truyền hình còn ghi lại được khoảnh khắc siêu sao người Bồ Đào Nha tận tình chỉ cho đàn em Federico Bernardeschi cách di chuyển. Không ai biết rõ chuyện gì đang thực sự diễn ra với Ronaldo. Song, dựa vào những phát biểu của huấn luyện viên Allegri hay phó chủ tịch Pavel Nedved, có thể tin chuyện CR7 rời Juve chắc chắn sẽ không xảy ra trong phần còn lại của tháng 8. Và việc để siêu sao người Bồ Đào Nha ngồi trên ghế dự bị tới phút 60 là quyết định hoàn toàn mang tính chuyên môn. Nhưng nếu là quyết định mang tính chuyên môn, thì vì sao Allegri lại để Ronaldo dự bị? CR7 đã ghi hơn 100 bàn cho Juve từ khi đến đây vào năm 2018. Không chân sút nào tại Serie A trong thời gian này đạt được hiệu suất như CR7. Trên thực tế, Allegri là mẫu huấn luyện viên không ưa sử dụng ngôi sao bắt đồng đội phải phục vụ mình.
Khi tới dẫn dắt AC Milan vào năm 2010, Allegri đẩy đi Ronaldinho, ngôi sao chơi bóng ngẫu hứng nhưng ít đóng góp vào lối chơi chung. Ông yêu cầu ban lãnh đạo Milan mang về Zlatan Ibrahimovic, người sau đó giúp toàn bộ đồng đội chơi xung quanh anh, kể cả mẫu cần thủ cần cù, hạn chế kỹ thuật như Antonio Nocerino cùng tỏa sáng rực rỡ. Ronaldo đã ghi hơn 100 bàn cho Juve trong 3 năm qua, nhưng trong cùng khoảng thời gian này, không cầu thủ nào khác của Juve chạm được mốc 35 bàn. Người tốt nhất trong số này, Paulo Dybala, có được 32 bàn, tức chỉ khoảng 10 bàn trên một mùa, con số quá thấp với một câu lạc bộ đòi hỏi cao như Juve. Nhiều chân sút khác của Juve như Gonzalo Higuain hay Mario Mandzukic đều vì làm nền cho Ronaldo nên tụt giảm sâu số lượng bàn thắng, kéo theo việc phải ra đi. Nói cách khác, để Ronaldo tỏa sáng, Juve đã phải hy sinh không ít ngôi sao họ có. Đây là điều Allegri, mẫu huấn luyện viên Italy cổ điển, không muốn và nhấn mạnh Juve cần phải tránh. Trong lần trở lại này, Allegri nhấn mạnh trung tâm trong đội hình của ông là Paulo Dybala. Về phía Federico Chiesa, sau mùa hè rực sáng cùng đội tuyển Italy tại Euro 2020, cũng sẽ là nhân vật quan trọng trên hàng công của Juve. Ronaldo sẽ không còn là số 1 ở Juve nữa. Nếu chọn lựa góc nhìn này, việc để Ronaldo dự bị trước Udinese cùng những tuyên bố rắn mật từ Nedved khi trận đấu kết thúc là đòn khẳng định uy quyền của đội ngũ lãnh đạo với ngôi sao lớn nhất đội bóng. Để mang Ronaldo về từ Real Madrid, Juve đã chấp nhận đánh cược quá trình phát triển bền vững trước đó của câu lạc bộ, chấp nhận những cuộc biểu tình của công nhân tại các nhà máy công ty mẹ Fiat, tất cả để đổi lại chức vô địch Champions League. Song khi nguyện vọng không thành, Juve buộc phải đưa CR7 trở thành người thường tại sân Allianz. Thực tế, không phải không có căn cứ để câu chuyện diễn biến theo giả thuyết này. Thời điểm gia nhập Juventus với mức phí chuyển nhượng 100 triệu euro, Ronaldo nhận được rất nhiều sự kỳ vọng. Trong ngày anh đi kiểm tra y tế, các cổ động viên của Bianconeri đã đứng tập trung rất đông bên ngoài sân Allianz và hô vang: "Hãy mang Champions League về cho chúng ta." Rõ ràng, sự xuất hiện của CR7 mang theo rất nhiều giá trị về khía cạnh thương hiệu, thương mại cho Juventus. Nhưng trên sân, sau 3 năm, vẫn chưa có thêm một chiếc cúp Champions League nào về phòng truyền thống của Juventus. Thậm chí mùa giải trước, họ còn sa sút ở đấu trường Serie A và để Inter Milan chấm dứt chính mùa giải thống trị. Không ít Juventini đã bắt đầu hoài nghi về giá trị mà Ronaldo mang lại cho đội bóng. Và khi trở lại, Allegri đã cho thấy ông sẵn sàng gạt bỏ một siêu sao để dung hòa lối chơi của tập thể. Trong mùa hè vừa qua, ông đã yêu cầu tân giám đốc thể thao Federico Cherubini tìm một tiền đạo mới, bất chấp tương lai của Ronaldo vẫn chưa rõ ràng. Trong đội hình của Juventus bây giờ, Dybala sẽ là hạt nhân trong lối chơi, và những cầu thủ trẻ trung hơn như Federico Chiesa, Dejan Kulusevski sẽ được tin tưởng nhiều hơn nữa. Song, họ cũng không phải mẫu cầu thủ yêu cầu đồng đội phục vụ mình. Với tiếng nói lớn hơn sau khi trở lại, giờ đây, Allegri không ngần ngại thể hiện quyền lực của một huấn luyện viên trưởng, đó là gạt bỏ siêu sao lớn nhất trên ghế dự bị. Tất nhiên, Ronaldo vẫn đẳng cấp và sẽ vẫn mang lại giá trị cho đội bóng. Tình huống anh ghi bàn hụt trước Udinese là một minh chứng cho điều đó. Song giờ đây, anh chỉ là mắt xích của một hệ thống, chứ không phải là cái trục để tất cả xoay theo. Bây giờ, PSG, Real Madrid, Manchester United, Man City hay Sporting Lisbon là những bến đỗ tiềm năng của cầu thủ 36 tuổi. Theo L'Equipe, Cristiano Ronaldo muốn trở lại thi đấu ở Premier League, cụ thể là Man City ngay trong tháng này. Hiện cầu thủ người Bồ chỉ còn hợp đồng chưa đầy 12 tháng với Juventus và họ chấp nhận để anh ra đi với mức chi phí vào khoảng 30 triệu euro. Man City sẽ không chi tiền, theo đó họ sẽ dùng Bernardo Silva hoặc trung vệ Aymeric Laporte để đổi lấy sự phục vụ của CR7. Khi mà thương vụ Harry Kane đang đi vào bế tắc, khả năng Man City ký hợp đồng có thời hạn 2 năm với Ronaldo là cực cao. Với một đội bóng có tiềm lực tài chính như Man City, họ sẵn sàng đáp ứng mức lương rất cao để có sự phục vụ của siêu sao 36 tuổi. Ngoài Man City, thì PSG cũng là bến đỗ tiềm năng của Ronaldo khi mà Real đã chính thức mua Mbappe. Đội bóng nước Pháp muốn có CR7 thay thế cầu thủ người Pháp. Anh trai của chủ sở hữu PSG, Khalifa bin Hamad Anthony, mới đây đã đăng hình ảnh của Messi và Ronaldo trong bộ trang phục của PSG với chú thích: "Có thể, đây sẽ là dấu hiệu khả quan cho thấy việc Ronaldo có khả năng gia nhập gã nhà giàu người Pháp." Và trên đây là toàn bộ phân tích của chúng tôi muốn gửi đến mọi người về câu hỏi Ronaldo có còn là trung tâm tại Juventus hay không? Anh em thấy cà phê hôm nay thế nào? Nếu thấy ngon, xin cho một like, đăng ký và nhấn chuông để video tiếp theo anh em ta lại có cơ hội đàm đạo bóng đá tiếp nha.